Cuối giờ chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với sở ngành quận huyện để tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Hôm nay, 15 tháng 7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 29 ca mắc COVID-19, trong đó riêng công ty điện tử Việt Hoa có 19 ca mắc, bao gồm 18 công nhân và một người nhà của công nhân. Các địa phương đang tích cực xét nghiệm cho các trường hợp liên quan đến các ca mắc tại công ty điện tử Việt Hoa. Ngành y tế đã phối hợp với địa phương xét nghiệm 6.112 mẫu, trong đó có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là 6.105 mẫu. Quận Liên Chiểu cho biết, sau khi có các ca F0, quận đã nhanh chóng phong tỏa cứng 14 vị trí, khoanh vùng xét nghiệm và truy vết 110 ca F1, 341 ca F2, đồng thời xét nghiệm cho tiểu thương tại các chợ trên địa bàn. Quận Thanh Khê đã ra soát lại các khu cách ly và tìm ra 3 khu cách ly phù hợp để cách ly F1. Đồng thời quận cho biết, ngày mai sẽ tổ chức lấy mẫu lần thứ 9 cho người dân khu phong tỏa Tam Giác, Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám và Lý Thái Tổ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam cho biết, hiện các ca mắc liên quan đến công ty điện tử Việt Hoa đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố và Sở Y tế nghiên cứu xét nghiệm để có kết quả nhanh nhất và đưa ra những biện pháp kịp thời. Giao Sở Du lịch tìm kiếm các khu cách ly phù hợp, đề nghị các doanh nghiệp nên có các kịch bản phòng chống dịch khi lỡ có các ca mắc tại đơn vị. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhận định tình hình dịch bệnh rất phức tạp, thành phố đã có những chỉ đạo biện pháp phòng chống dịch cụ thể quyết liệt. Thời gian tới, để công tác phòng chống dịch được hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị. Nhanh chóng, huy động cả cái hệ thống chính trị vào cuộc. Tính chất của cái lần này nó phức tạp hơn so với các lần trước. Chính vì thế mà tôi đề nghị là tất cả các sở ngành, các địa phương, các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các cái chủ trương, các cái biện pháp mà chúng ta đã làm trước đây. Liên quan đến hướng dẫn cách ly xét nghiệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị nghiên cứu kỹ, sớm đưa ra văn bản cụ thể để người dân dễ thực hiện, đặc biệt lưu ý trong cơ quan đơn vị. Về thiết lập khu cách ly, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị quận, huyện trang bị các trang thiết bị cần thiết để phục vụ khu cách ly là camera, nhà vệ sinh di động, v.v. Giao Sở Du lịch và quận, huyện, nhất là quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, vận động chuỗi khách sạn tham gia vào cách ly, hỗ trợ giá thành cho việc này. Đồng thời các quận, huyện có khách sạn phục vụ người về từ vùng dịch, huy động lực lượng cơ sở chung tay phòng chống dịch. Liên quan đến khu công nghiệp, đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp chỉ đạo doanh nghiệp tăng cường công tác phòng chống dịch và khẩn trương xét nghiệm, gửi các trường hợp liên quan về địa phương. Riêng các quận có ca F0 khẩn trương lấy mẫu diện rộng và chuyển nhanh về CDC, thống nhất xét nghiệm ít nhất 4 lần với những trường hợp có nguy cơ cao.